Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với một chủ đề cũng rất là hay, đó là chủ đề mà chính mình đã bị gặp phải trong thực tế. Đó là khi mà mình có nhiều cái tài khoản YouTube quá thì đôi khi mình sẽ quên một cái tài khoản nào đó, là mình có nghĩa là mình chỉ xem được nó thôi mà mình không có vào được để mình chỉnh sửa. Thì để mà chúng ta chỉnh sửa lại, khôi phục lại cái tài khoản YouTube đó đó, thì chúng ta phải lấy lại cái quyền kiểm soát từ cái tài khoản Google. Mà nếu như mà giả sử như chúng ta lại quên luôn cái Gmail là gì các bạn, cái tên Gmail là gì, thì chúng ta chỉ nhớ được là cái số điện thoại để đăng ký Gmail đó thôi. Thì trong trường hợp này mình xin chia sẻ với bạn một cách mà chúng ta khôi phục cái tài khoản Gmail, để từ từ cái số điện thoại của chúng ta. Thì ở cái màn hình, cái địa chỉ nhập Google các bạn đánh chữ Gmail ha. Tiếp theo thì các bạn vào Gmail luôn. Tiếp theo các bạn bấm vào chữ đăng nhập các bạn ha. Ở đây thì các bạn sẽ bấm vào chữ là bạn quên địa chỉ email. Tiếp theo á, thì các bạn sẽ nhập cái số điện thoại của mình ha, cái số điện thoại mà mình đã đăng ký Gmail trước á. Bây giờ mình đăng thì một số điện thoại, giả sử như mình đăng ký nhiều Gmail đó đi, mình cũng chẳng nhớ cái tên Gmail là gì, thì một mục đích á là bây giờ mình đang kiếm lại cái tên Gmail, rồi từ cái tên Gmail đó rồi mình lại kiếm lại, khôi phục lại cái mật khẩu của Gmail đó. Và lúc đó thì mình sẽ, khi có hai cái username và password rồi đó, thì mình sẽ vào mình chiếm lại, mình lấy lại cái quyền admin của mình đối với cái Gmail của mình. Thì số điện thoại của mình ví dụ như mình đánh là 0982427033, thì mình bấm chữ tiếp theo các bạn ha. Thì ở đây các bạn ha, thì Google sẽ họ sẽ hỏi mình cái tên, cái họ của mình. Thì lúc đó, lúc mà mình đăng ký đầu tiên á, mình sẽ nhớ mãi mãi thôi. Đó là ví dụ như cái tên mình đánh là cái họ của mình là Nguyễn nè. Tên mình là Huy nè. Sau bấm tiếp theo. Thì tiếp theo á các bạn, thì Google sẽ tiến hành là gửi mã xác minh các bạn ha. Chúng ta bấm vào cái chữ gửi nè. Thì lúc này thì Google sẽ gửi về cho mình một cái tin nhắn qua số điện thoại. Thì mình sẽ nhập cái mã số bạn ha. Ở đây họ gửi là 33 7 506. Rồi nó bấm tiếp theo bạn ha. Đó, thì lúc này các bạn thì chúng ta đã có được cái kết quả từ Google trả về, đó là chúng ta có một cái tài khoản là YouTube, sửa bạn tài khoản Gmail có tên là kiến thức nông nghiệp 1989a@gmail.com. Thì khi á, mà mình có được cái bước này rồi á, thì cái bước tiếp theo mà để mình khôi phục lại Gmail này rất dễ rồi ha. Và khi khôi phục được Gmail rồi á, thì chúng ta sẽ khôi phục lại được cái tài khoản YouTube của chúng ta. Thì chúng ta sẽ làm từng bước tiếp theo, mà những bước tiếp theo đó thì rất là dễ rồi, thì mình nghĩ là các bạn cũng cũng đã biết. Cái quan trọng nhất á, là làm sao từ cái số điện thoại của mình mà chúng ta tìm ngược lại được cái tên nè, cái tên Gmail mà chúng ta đã quên nè. Đây là cái bước rất là quan trọng ha. Thì video mình chia sẻ về chủ đề mà chúng ta từ số điện thoại mà chúng ta tìm ngược lại được cái địa chỉ Gmail của chúng ta. Đây là hết, thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.